Lâu rồi em mới về là LG Win mọi người. Đây là con LG 2 màn hình nha. Và hôm nay bên em đa số á, là về những con máy mà lâu lắm rồi mới quay lại nè. Z Fold 1 512GB mọi người. Đây, hôm nay về được đúng một con. Mà hôm nay máy đẹp lắm nha mọi người. Mọi người thấy không? Đó, Z Fold 1 512GB. Con này là bản đầu tiên và có 5G đầu tiên luôn mọi người. Đây là một con Z Flip 1 nè. Con này bản Việt Nam chính hãng, 2 SIM. Đây, 2 SIM luôn nha. Cho mọi người xem. Đó, một eSIM, một siêu lý, bản ép là quốc tế mọi người, bản Việt Nam mình nè, bản Hồng bản Singapore cũng là bản ép luôn. Đó. RAM 8 256GB. Là hàng chính hãng nha. Ok chưa? Này, bản ép. Rồi, Oppo G Note 10 5G. Được không? Con này hiện bán là 6.650.000. Oppo G Note 10 5G. Rồi, tiếp tục là S22 Ultra, bản Việt Nam chính hãng. Con này hết bảo hành rồi nha mọi người. Đó, S22 Ultra, Việt Nam chính hãng nha. Ok chưa? Con này là còn này chắc khoảng 9798 mọi người. 9798 nha. Đó. 14 Pro Max thì một con này cũng là bản chính hãng luôn. Đây. 14 Pro Max bản chính hãng. Đây con này bà như bản chính hãng phải không ta? Đúng rồi, con này bản chính hãng Việt Nam nha. 14 Pro Max còn bảo hành tháng 12 2023, chắc cũng gần hết bảo hành này. Rồi. Bên em bán là có trả góp, không cần trả trước nè. Có hộ cụ đã mới nha, ship khó toàn quốc thì cho kiểm tra hàng chứ thanh toán người. Cái con đầu tiên sẽ là báo cho người á là một con LG Win 2 màn hình. Đây, LG Win 2 màn hình nha người. Con này là RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Đó, kích cỡ nè, kích cỡ bộ nhớ RAM nè, 7.8 là 8GB nha. Bản hàng một SIM LG Win, con này có hai màn hình mặt trên á sẽ là 6.8 inch, còn màn hình bên trong á sẽ là 3.9 inch nha người. Đây là màn hình công nha. Và con này sẽ là chạy con chip á sẽ rất là gần 765G. Có được hỗ trợ 5G luôn nha mọi người. Ở ngoại hình thì khoảng 97% thôi. Đây, camera của nó đây. Camera trước hay là camera hụt hò mọi người, là hụt lên hụt xuống nè. Được không? Này. Đó. Ok chưa? Rồi. Con này ngoại hình 97-98 mọi người thấy không? Có phẩy nè. Ok chưa? 3.9 nha. Con này 3.9 mọi người. LG Win 3.9 5G. Còn con này là màu đen, cũng là 3.9 luôn, ngoại hình 97 mọi người. Đó, cũng có chạy nè, không? Ok chưa? Đó. Em có được hai con thôi. LG Win là được hỗ trợ 5G nha mọi người. Rồi. 3.9 nha. Hai con ngoại hình khoảng 97%. Có sao bên em bảo vậy. Tiếp tục sẽ là một con Pixel 6 Pro cho anh Vàng Tiger nữa. Đây, Pixel 6 Pro. Con này sẽ bán cho người á là 6.850.000. RAM 12GB nha mọi người. Đây, kích cỡ RAM 12GB nè. Bộ nhớ là 128GB. Chạy con chip á sẽ là Google Tensor mọi người. Đó. Màn hình tần số quét là 120Hz mọi người không? Kích thước màn hình sẽ là 6.7 inch. Đó. Camera con này chụp hình rất là đẹp nha. Mọi người không? Và sáng em chụp hình khắp mua xe nè. Đây. Rất là nét luôn. Mọi người không? Này, rất là nét nha. Đó. Em chụp hình khách mua xe mọi người. Hình chính rồi ta. Này hình chính nè. Này. Đó không? Rất là đẹp nha. Nói chung dòng này chụp hình rất là đẹp mọi người. Đó. Rồi, ngoại hình này khoảng 98%, 6.850.000 nha. Google Pixel 6 Pro. Đó. Máy quốc tế nha mọi người, mọi chức năng đều hoạt động bình thường nha. Ok chưa? Máy cực kỳ là đẹp luôn. Màn hình cong, độ phân giải màn hình là 2K mọi người. Còn đây sẽ là một con Google Pixel 6. Pixel 6 á, là màn hình kích thước sẽ là 6.4 inch và màn hình 90Hz thôi mọi người. Đây. Phải hóng. Google Pixel 6 nha. Đó, cũng là chip Google Tensor luôn. RAM là 8GB mọi người và bộ nhớ sẽ là 128GB. Màn hình kích thước sẽ là 6.4 inch và tốc tần số quét màn hình là 90Hz nha. Đó. 5.250. Máy cũng máy đẹp không nha mọi người. Phải không? 5.250. Ok chưa? Rồi. Hai con, chỉ có hai con mọi người. Tiếp tục sẽ là một con Z Fold Z Fold 1 bản đầu tiên luôn mọi người. Con này hô của khách nha. Hôm bữa con em bán rồi. Hôm nay giờ tiếp một con nè. Z Fold 1 RAM 12GB, bộ nhớ sẽ là 512GB. Ok chưa?
Bản đầu tiên sẽ là bộ nhớ mạng định là 512 GB thôi, không có 128, à không có 256 GB mọi người. Đó, kích cỡ RAM 12, bộ nhớ là 512 GB và chạy con chip á Snapdragon 855 có 5G nha. Đó. Máy rất là đẹp luôn. Ok chưa? Con này đúng hàng đẹp nha mọi người. Khoảng 98% nha. Z Phone 1 8.350. Rồi, tiếp tục nè. Một con Z Flip 1, con này bản Việt Nam chính hãng. 4.750, màu vàng rất là đẹp. Mà không? 4.750, màu vàng nha. Em mở cho người xem, con này hai sim, một e sim, một siêu lý, RAM 8 và 256 GB. Cái bản này đầu tiên cũng không có 128 GB mọi người. Này, RAM 8 256 GB. Z Flip 1, hai sim, một e sim, một siêu lý đó mọi người thấy không? Đó, màn hình gập. Cũng là chip sẽ gần 855 nha. Còn Z Flip 2 5G chỉ là tiếp 865. Ngoại hình chắc khoảng 98 mọi người. 98% nha. 4.750. Tiếp tục sẽ là một con Oppo Reno 10 5G. Đây. Oppo Reno 10 5G, RAM 12 GB, bộ nhớ sẽ là 256 GB và chạy con chip á sẽ là Snapdragon 778 5G. Đó, 6.650.000, máy đẹp luôn. Mọi người xem máy nè. Không? Cái hàng này là hàng bản nội địa nha. Đó, bản nội địa có sao quá vậy nha mọi người. Bản nội địa thì có RAM 12 256 GB. Và chip là 778. Còn bản chính hãng mình là chip hình như Dimensity phải không ta? Em nhớ là vậy. Được cái là máy đẹp nha. Thì bản nội địa với bản chính hãng nó cũng giống nhau mọi người. Con này thì nó đã chạy cơm quốc tế rồi nên mọi chức năng đều hoạt động bình thường nha. Em chỉnh màn hình sáng một cái. Mà được cái giá rẻ mọi người. Mà không? Đó. Máy mới con này đang 11 triệu. Con này bán 6.650 mà được cái là máy đẹp gần như là 99%. Em có được hai con, một con màu xanh, một con màu vàng. Cái lưng nhìn rất là đẹp mọi người. Không? Quá đẹp luôn. Đây. Ok chưa? 6.650.000, RAM 12, bộ nhớ là 256 GB. Rồi tiếp tục nè, sẽ là một con 14 Pro Max, bản chính hãng Việt Nam. VN sạc A nè, 128 GB, không giới hạn SIM. Pin con là còn 94% nha, màu vàng. 20.800.000, màu vàng mọi người. Con này em cũng hô của khách luôn. Đó. Em sẽ quay hết ngoại hình cho người xem vì những con máy này dòng cao tiền mọi người. Được không? Đây. Này bị chèn hết ta. Đúng rồi, này bị chèn đường rồi, không? Có sao bảo vậy nha. Đó. Chắc khoảng 98 mọi người, tùy mọi người đánh giá thôi. Có mỗi chỗ đó là chèn thôi nha mọi người. 20.800.000, cái này dốc bị gạch hay gì á, lúc mà dán cái gì á. Dán BBS xa lột ra chắc bị gạch quá chứ sao mà nó bị chày giật vậy. Rồi tiếp tục là 256 GB. 256 GB bản Việt Nam 14 Pro Max, không? Pin là còn 86%, con này thì trên lệch với con này 800.000, tại vì con này pin có 86 không mọi người. 21.600.000 được 256 GB mọi người không? 256 GB bản Việt Nam. Màu tím. Em chuột kỹ kỹ cho người xem nó bị dính mồ hôi tai. Đó. Ok, chùi bên đây cái đó mọi người. Chắc khoảng 98% mọi người. Nó bị dấu chấm đây nè. Kiểu mà xíu xíu đây nè. Đó. 21.600.000, 256 GB. Tiếp tục sẽ là một con 14 Pro Max. Con này khô của khách luôn. Đó. 14 Pro Max của anh Quốc Bảo nè. 128 GB. Thường những cái máy em hô khách á, em sẽ để là một ngày để mọi người có cần dữ liệu hoặc người qua anh truyền dữ liệu. Còn không có thì khi nào mà em test lại hay một lần nữa em sẽ reset. 14 Pro Max bản Mỹ nè. Pin 89 20.600.000. Đây. Màu tím.
rất là đẹp nha, bên đây rất là đẹp đó. Ok, rồi bên trên 20.600.000 14 chromat. Tiếp tục sẽ là 13 chromat. Con này là pin 85 à, 15.650.000 đó, 13 chromat pin 85. Con này bản Việt Nam chính hãng mọi người không, VN sang A là Việt Nam chính hãng nè, 128GB pin zin thì còn 85% thôi. 15.650.000 nha, 13 chromat. Đây, màu trắng, máy còn rất là đẹp nha mọi người. Màu trắng thì mọi người xài cũ á, mọi người mua cái tiếp đánh bóng mà inox mọi người, đánh cái là nó mới à. Đó, chùi bên đây nữa. Tại vì những dòng máy mà cao tiền á, em sẽ quay kỹ xíu cho người xem. Ok nha. 15.650.000. Tiếp tục sẽ là 12 Pro Max. 12 Pro Max pin 86, 256GB, 13.650.000 luôn. 12 Pro Max. Ủa, vô hình nữa. Đây, con này bản Mỹ nè, dung lượng 256GB, không giới hạn SIM, quốc tế nha. Pin zin thì còn 86%. 13.650.000. Ngoại hình 9798. Đó. Ok nha. Rồi, 128GB em cũng có luôn. Đây là phiên bản 128GB. Cái này cũng hô của khách luôn mọi người. Máy này thì không biết sao mà khách qua bán máy quá trời. Cái này bị dính keo. Cái này bị dính keo mọi người, chứ không phải là bị gì hết nha. Con này pin 84 nha mọi người, pin zin. 12 Pro Max bản Việt Nam chính hãng mọi người không? VN sạc A nè. 128GB. Không giới hạn SIM. Pin zin 84, mọi người muốn hai pin á thì cộng thêm 300.000. Đó, là hai pin lên 100%. Còn không hai pin em để giá như vậy bán luôn. 12.850.000 nha. Bản chính hãng Việt Nam mọi người. Còn dán BS hết nguyên một máy nha. Là dán chống chạy mọi người. Đó, cái này mọi người lúc mà qua mua mọi người có thể lột ra kiểm tra máy vẫn được nha. Đây. Ok chưa? Có sao bảo vậy nha. Mọi người tin tưởng là không có trái táo phải không? Nhưng mà tại vì dán BS đó mọi người. Trái táo nó bị ẩn dưới bên trong nè. Biết thấy không ta? Đó 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 đó. Đó. Dội cái đèn LED vô mới thấy nè. Không. Dội cái đèn LED vô mới thấy được. 12.850.000 nha. Rồi tiếp tục là một con 12 Pro Max 512GB pin 86, 14.500.000. Đây, 512GB. Đó, pin 86. 12 Pro Max dung lượng 512GB. 14.500.000. Đây. Ok chưa? Để em chùi kỹ kỹ các mọi người. Em chùi kỹ nó mới thấy được. Tại vì cái này nó hay bị dính mồ hôi tay á, vì hép á mọi người. Đó. Em sẽ quay kỹ nhất có thể cho mọi người xem. Mất công thì mọi người tốn thời gian chạy qua lại một cái máy không ưng ý nữa, mất công thì đi về buồn mọi người. Đó, mà em lại mất hết một vị khách qua bên em nữa. Rồi, con này là em thấy á là cũng đẹp hết, nhưng mà em thấy có một vết xước ở đầu, tao quên rồi ta. Có vết xước ở đầu chà. À đây đây đây, xíu xíu đây nè. Không. Có sao bỏ vậy. Rồi, 14.500.000. Tiếp tục sẽ là hồi nãy có anh nào bình luận hỏi con điện thoại chơi game. Thì đây, một con Lasap 4. Lasap 4 là chip Snapdragon á, 870, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Màn hình tần số quét á là 144Hz. Đó. Có phím G vật lý. Đây. Cái phím G nè, không? Con này 3.850.000 nha. Đó. 3.850.000 với clip giúp Lasap 4. Con này ngoại hình chắc khoảng 97% mọi người. Nó cũng bị chấm li ti nè, không? Ok nha. 3.850.000 với clip 4. Rồi tiếp tục sẽ là một con Z Fold bản 2 SIM, 1 e SIM, 1 SIM lý mọi người, Z Fold 3 nha. RAM 12 256GB, 11.600.000. Đó.
nhé, for 3 11 triệu 600 nghìn. Con này nó phải sớm đây nè, không có sao bỏ vậy nha. Tiếp tục sẽ là một con Oppo Reno 8 5G 5 triệu 450, Reno 8 5G nha. Này là bản chính hãng Reno 8 5G, bản chính hãng chỉ được có màn hình á là 90Hz thôi mọi người. RAM 12 256GB nè. Chip sẽ là Dimensity 1300. 5 triệu 450, Reno 8 5G. Pro Max 64GB, pin 100%, pin thay mới. Giá bán con này sẽ là 9 triệu 650 nghìn. 11 Pro Max pin 100%. Còn đây sẽ là một con iPhone X, đúng rồi, X 64GB, 4 triệu 850. Này iPhone X bản Mỹ nha, 64GB, pin 100%, 4 triệu 850 mọi người. iPhone X. iPhone 11 hoặc còn này chắc để mai được rồi. Cái con pin 83 thì chắc anh nghĩ là em đi hai pin trước rồi sao bán sao, nó pin thấp quá. iPhone 11 64GB 6 triệu 950, nhưng mà hai pin này sẽ nó hai pin nha, nhưng con này hai pin 100% nè, đó là nó hai pin luôn. Có sao bỏ vậy cho mọi người dễ lựa chọn mọi người. iPhone 11 64GB bản Mỹ quốc tế 6 triệu 950 nghìn, máy đẹp nha. Màu đen thì 6 triệu 850 nghìn. Đây 11 64GB luôn. Nó thay một Ultra. Con này bản Việt Nam đúng rồi ta, để em coi thử có phải không. Đây là nó thay một Ultra 4G bản Việt Nam, 2 SIM vật lý nha mọi người. RAM 8 256GB, máy đẹp khoảng 9899 mọi người. 8 triệu 850. Ở bên trên thì còn siêu viền. 8 triệu 850. iPhone 12 nè. Có trả góp không vậy? Dạ bên em có trả góp, không cần trả trước nha. iPhone 12 64GB, con này pin cao. Đây iPhone 12 mà CH 64GB mọi người, bản Trung Quốc á, là 2 SIM vật lý nha. Con này pin còn 99%. Đó 8 triệu 550 nghìn. Được cái máy đẹp, quá đẹp luôn mọi người. Đó em nghĩ con này là pin zin, tại em thấy là con này là mẫu của khách đó là còn ác luôn, nhưng mà xíu sẽ tháo ra mọi người. Những con máy thì đa số là bên em khu khách là phải tháo ra hết. Rồi tiếp tục sẽ là một con Redmi Note 11S, RAM 8 nè, bộ nhớ 128GB, màn hình sẽ là 90Hz nha. Giá bán là 2 triệu 950. Đó 2 triệu 950. Nó thay một Ultra bản 2 SIM, và đây sẽ là phiên bản 5G. Đó, bản Mỹ là có 5G. 5G thì được RAM 12 và 128GB, còn 4G Việt Nam thì chỉ có RAM 8GB thôi mọi người. 7 triệu 850, ngoại hình chỉ 7%. 7 triệu 850 nha. Máy này máy thì full chức năng không lỗi. 7 triệu 850. Còn đây sẽ là S22 Ultra, RAM 12, bộ nhớ sẽ là 256GB, bản chính hãng 2 SIM. Đó 14 triệu 350 nghìn. Ok nha. Tiếp tục sẽ là một con Samsung S20 5G 2 SIM, RAM 12GB, bộ nhớ sẽ là 128GB. Mọi người không, RAM 12 nè, 128 nè, 4 triệu 350 nha. Là bản RAM 12, 4 triệu 350, màu hồng. Còn sẽ là ám siêu nhẹ RAM 8 128GB, 2 SIM luôn. Đó
Ám siêu nhẹ chắc mọi người phải cầm máy trên tay mọi người mới kiểm tra thấy được không? À, phải, em tưởng bị đốm. Mọi người phải cầm máy trên tay mọi người mới kiểm tra được. Chứ em quay là không thấy được mọi người. Bên em thì vẫn có sao bó vậy. Không biết thấy không ta? Đây nó bị lưu ảnh với ám đây nè. Không thấy được mọi người tại vì nó siêu nhẹ rồi. Quá nhẹ. Đó, nhưng những cái máy này nè, bên em vẫn báo tình trạng rõ ràng cho mọi người nha, chứ không phải là lắp liếm mọi người. Chứ bán mấy cô chú mà không mắt kém á, mà kiểm tra cái này chắc chắn là không thấy được. Em cũng trừ xuống cho mọi người vài trăm nghìn. Đó, 3 triệu 850. Còn mọi người muốn lấy không máy thì 4 triệu 350. Em vẫn có để giá rõ ràng cho mọi người hết. Này xấu quá ta. Con này xấu quá chắc em trả mọi người. Máy này máy xấu quá. Máy này xấu quá chắc trả luôn. Mấy dòng cao tiền mà máy xấu quá thật sự là khó bán mọi người. Mọi người bỏ mười mấy triệu ra mà xấu quá thì chắc chắn là mọi người phải thôi gán 1-2 triệu nữa để mua cái máy đẹp. Đúng không? Đó, thì em cũng biết, em kinh doanh điện thoại cũng biết mọi người. Nên thôi cái nào xấu quá em trả luôn. Đây là một con S23 nha. Em nói nhầm. Đây là một con Samsung Galaxy A23 2 SIM. Pin con là 5.000. Giá bán là 2.750, RAM 428 GB. Đó. Xong à, không nhập F10 5G nữa à anh. F10 5G thật sự nếu mà 4 triệu mấy á, em thấy dòng đó là hết ngon rồi mọi người. Hàng đó giờ kiểu là cấu hình nó không được ngon bằng những tầm giá tiền đó. Như giờ F10 5G đi, mọi người bù thêm 500 nghìn nữa thôi. Mọi người mua S2 mua lút nó phải ngon không? Màn hình 120Hz nè. Đó, cam Ryzen 30X nè. Pin cũng cũng ngang ngang với nhau. Đúng không? Nó được chip mạnh hơn nữa mà được hai sim nữa. F15 5G chỉ được một sim thôi. Cái này là em tư vấn thật tình nha, tại vì em á, thì đa số là bán hàng theo cấu hình. Ừ, như tầm 4 triệu con nào ngon thì sẽ lấy con đó về, 5 triệu con nào ngon thì sẽ lấy con đó về, trừ những dòng máy như là A34, A54 hay là cái này gọi là dòng hãng chính bản chính hãng A52. Mấy cái dòng bản chính hãng á, thì người ta có nhiều khách hàng người ta thích xài bản chính hãng hơn. Nó không bị hạn chế như là hơn một bỏ một thứ nhất nè. Đó, hư mật bảo mật quá mọi người đó, hay là Samsung Pay á thì mọi người vẫn xài được bình thường đó. Nhưng mà thật sự là cái mấy cái này hư mật bảo mật với Samsung Pay á, 100 người em nghĩ là khoảng 10 người mới xài mấy chức năng đó không người, chứ thật sự là ít người xài chức năng đó lắm. Nhưng mà cũng phải nhập về cho khách để được đủ mẫu bản chính hãng. Đây là bản chính hãng nè, nhưng mà cái này là bản chính hãng hết, pin 4.500. Thường mọi người biết cái mấy cái bản chính hãng á, em đi mua hàng giá cao lắm, thật sự là giá cao lắm mọi người mới mua được. Nên em chỉ lấy đó là lấy một hai cây cầm chừng vậy thôi, lấy có mẫu thôi, chứ em cũng không có tập trung về cái mẫu này nhiều, vì tầm giá này thì mọi người mua hàng xách tay á thì cấu hình nó ngon hơn đó. A525G RAM 828 GB, 3.750. Rồi tiếp tục nha, Samsung A34 chính hãng luôn đó, A34 5G pin 5.000, 2 SIM, RAM 828 GB, màn hình 120Hz, 5 triệu 050 nghìn, con này còn bảo hành nha, siêu viền vẫn còn luôn đó, còn bảo hành chính hãng. Con này cũng vậy nè, hai con đều giống nhau. Đây sẽ là A54 5G RAM 8 256 GB, 5 triệu 950. Đây hai sim nha, cái sim 1 cái sim 2, RAM 8 256 GB, 5 triệu 950. Đó. Nay được con S20 Ultra 2 SIM, 1 eSIM, 1 SIM lý mọi người. RAM 12, bộ 128 GB. Giá bán sẽ là 6 triệu 250. 6 triệu 250 S20 Ultra. Samsung A14 RAM 628 GB, 3 triệu 250, con này bị 5.000. Này A14 nha, 3 triệu 250, còn bảo hành chính hãng luôn. Hả? Samsung A23 mọi người. Này RAM 428 GB, 2
2.750.000, cũng là B5000 bản chính hãng. Nót mùa lút bản Việt Nam. Này, nót mùa lút bản Việt Nam 2 sim chính hãng nè. Bản F là DS mọi người. Đó, bản F là chính hãng nha. Khai sim 1, khai sim 2. RAM 12, 256GB. Con này còn siêu viền nè. 6.250.000, con này gắn lộn cái bút rồi. Chắc nãy nhân viên gắn lộn mọi người. Đây là nót 10. Con này bản Mỹ. Bản Mỹ thì được chip Snapdragon 855, RAM 8, 256GB. 4.450.000. Samsung M32. Con này cũng là pin 5000. Màn AMOLED nha mọi người. RAM 128GB. Tần số quét màn hình á là 90Hz. Giá bán là 3.450.000. Đó, cái này bản chính hãng luôn. Ok. Rồi, mọi người lưu ý nè. Bên em thì chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh. Vietcombank á là 97 168 5, con số 9 nha. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Số điện thoại là 077 469 683, 0703 747 4744 và 0608 774. Người bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc và cho kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Bảo hành cho người là 3 tháng 1 đến 1, không bảo hành gây nước cứng đớm vào màn hình, có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Ship có thì có cọc mọi người. Máy trên 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu sẽ cọc 500, máy trên 10 triệu sẽ cọc 1 triệu. Bên em không yêu cầu chuyển khoản đủ hay nửa tiền nha, đúng số tiền đó mọi người cọc lại được rồi mọi người. Đó, trả góp thì phải đến trực tiếp cửa hàng, địa chỉ sẽ là 98 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, đến địa chỉ là trả góp nha mọi người, chứ không có góp online được nha. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ mọi người. Bye bye.